Quý vị và các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine hôm nay có những nội dung sau đây. Phương Tây trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine, bản chất cuộc chiến thay đổi. Nga tuyên bố kiểm soát 10 khu định cư ở vùng Kursk. Tổng thống Zelensky, Nga phát động cuộc phản công ở khu vực biên giới Kursk. Nga công bố video pháo tự hành Pháp viện trợ cho Ukraine bị phá hủy ở tỉnh Kursk. Ukraine trả giá đắt khi tấn công Kursk, Nga nắm trong tay cơ hội vàng. Bây giờ là tin chi tiết. Tổng thống Putin nhận định việc tham gia trực tiếp của các nước phương Tây vào cuộc xung đột ở Ukraine đã làm thay đổi một cách đáng kể bản chất của cuộc chiến. Điều này có nghĩa là các nước NATO và các nước châu Âu đang chiến đấu với Nga. Bởi vậy, nước Nga sẽ đưa ra các quyết định tương ứng dựa trên những mối đe dọa mà tình hình này tạo ra cho phía Nga. Ông Putin cũng tuyên bố rằng các nước NATO hiện không chỉ thảo luận về khả năng Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây, mà thực chất họ đang quyết định liệu có tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine hay không. Tổng thống Putin khẳng định, về cơ bản, việc điều khiển các hệ thống tên lửa này chỉ có thể do quân đội các nước NATO thực hiện. Quân đội Ukraine không thể làm được điều này. Vì vậy, vấn đề không phải là việc cho phép Kiev tấn công Nga bằng vũ khí này hay không. Vấn đề là liệu các nước NATO có quyết định tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột quân sự hay không. Nếu quyết định này được đưa ra, nó sẽ đồng nghĩa với việc các nước NATO và các nước châu Âu trực tiếp tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine. Ông Putin gọi những cuộc thảo luận tại EU về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí chính xác cao của phương Tây để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga là một sự đánh tráo khái niệm. Nga cho biết quân đội nước này giành lại quyền kiểm soát 10 khu định cư ở khu vực biên giới Kursk, nơi Ukraine tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới hồi tháng 8. Các đơn vị của nhóm quân phía Bắc đã giải phóng 10 khu định cư trong vòng 2 ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận Nga tiến hành cuộc phản công trong khu vực, nhưng nhấn mạnh cuộc tấn công của Kiev vẫn đang diễn ra theo kế hoạch. Đồng thời, Nga tuyên bố giành lại một vùng lãnh thổ ở phía tây khu vực Kursk, nơi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận quân đội Moscow đang tiến hành phản công. Hôm 6 tháng 8, Kiev tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực biên giới Kursk của Nga và tiến sâu nhiều km vào lãnh thổ Nga, chiếm giữ hàng chục khu định cư. Ngay từ đầu, Nga đã khẳng định trục xuất quân đội Ukraine khỏi khu vực. Vì mục tiêu chính khi tấn công Kursk, Tư lệnh quân đội Ukraine, Đại tướng Oleksandr Sikhi cho hay, chiến dịch nhằm ngăn chặn Nga sử dụng Kursk làm bàn đạp cho cuộc tấn công mới, chuyển hướng lực lượng của Moscow khỏi những khu vực khác. Điều này giúp tạo ra một khu vực an ninh và ngăn chặn pháo kích xuyên biên giới vào mục tiêu dân sự cũng như nâng cao tinh thần quân đội Ukraine. Tuy nhiên, ông Sikhi thừa nhận, Ukraine đang chịu áp lực rất lớn ở mặt trận xung quanh Kursk, thành phố chiến lược ở Donetsk trong nhiều tuần qua. Hiện tại, quân đội Ukraine có thể ngăn chặn được bước tiến của Nga tại khu vực này. Vào cuối tháng 8, Ukraine tuyên bố kiểm soát khoảng 100 khu định cư của Nga và gần 1.300 km2 lãnh thổ. Mới đây, cuộc pháo kích của Nga khiến 3 nhân viên của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế thiệt mạng và 2 người khác bị thương tại ngôi làng ở khu vực tiền tuyến Donetsk. Nga đã tấn công phương tiện của phái bộ nhân đạo thuộc Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tại khu vực Donetsk. Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu trên X. Hôm 11 tháng 9, Thống đốc tỉnh biên giới Kursk của Nga Alexei Smirnov cho biết số người phải sơ tán ở tỉnh Kursk do tình hình ngày càng trầm trọng ở khu vực biên giới với Ukraine vượt quá con số 150.000 người. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12 tháng 9 cho biết Nga đã phát động cuộc phản công ở khu vực Kursk. Nga đã phát động các hành động phản công tại Kursk, giống với những gì Ukraine tính toán, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay. Trong thông báo khác cùng ngày, Nga tuyên bố chiếm lại một vùng lãnh thổ ở phía tây khu vực Kursk. Trước đó, vào ngày 6 tháng 8, Ukraine phát động cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực biên giới Kursk của Nga, tiến sâu hàng km vào lãnh thổ Nga và chiếm giữ hàng chục khu định cư. Cuộc đột kích này được xem là chiến dịch lớn nhất của quân đội nước ngoài tiến vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến thứ hai và khiến Moscow bất ngờ. Theo đó, Moscow tuyên bố sẽ đẩy lùi toàn bộ lực lượng của Kiev ra khỏi khu vực. Hôm 7 tháng 9,
Bộ Quốc phòng Nga thông tin, trong hoạt động quân sự theo hướng Kursk, Ukraine mất hơn 10.400 quân nhân, 81 xe tăng, 41 xe chiến đấu bộ binh, 74 xe bọc thép chở quân, 599 xe chiến đấu bọc thép và 339 ô tô. Chỉ tính riêng từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 9, quân đội Ukraine mất tới 300 quân nhân và 12 đơn vị xe bọc thép, bao gồm 2 xe bọc thép chở quân và 10 xe chiến đấu bọc thép. Các đơn vị thuộc nhóm phía Bắc của Nga cũng đẩy lùi hai cuộc tấn công và ngăn chặn nỗ lực tấn công của quân đội Ukraine vào khu vực Kursk. Trong khi đó, về phía Ukraine, tư lệnh quân đội Ukraine, Đại tướng Oleksandr Sikhi thông tin, Nga lên kế hoạch mở cuộc tấn công vào Ukraine thông qua khu vực biên giới Kursk. Tuy nhiên, Kiev quyết định hành động trước. Sau một tháng tấn công vào Kursk, chiến dịch của quân đội nước này bên trong lãnh thổ Nga diễn ra thành công. Về mục tiêu chính khi tấn công Kursk, Đại tướng Sikhi cho hay, chiến dịch nhằm ngăn chặn Nga sử dụng Kursk làm bàn đạp cho cuộc tấn công mới, chuyển hướng lực lượng của Moscow khỏi những khu vực khác. Điều này giúp tạo ra khu vực an ninh và ngăn chặn pháo kích xuyên biên giới vào mục tiêu dân sự cũng như nâng cao tinh thần quân đội Ukraine. Tuy nhiên, ông Sikhi thừa nhận, Ukraine đang chịu áp lực rất lớn ở mặt trận xung quanh Polotsk, thành phố chiến lược ở Donetsk trong nhiều tuần qua. Hiện tại, quân đội Ukraine có thể ngăn chặn được bước tiến của Nga tại khu vực này. Truyền thông Nga cho hay, quân đội nước này đã phá hủy một pháo tự hành Sesa trong biên chế lực lượng vũ trang Ukraine bên trong địa phận tỉnh Kursk. Đoạn video được kênh quân sự Zvezda TV đăng cho thấy, máy bay không người lái UAV của Nga trong khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát tại tỉnh Kursk đã phát hiện một xe pháo tự hành Sesa của lực lượng vũ trang Kiev đang xâm nhập làng Nikolaevo nằm sát biên giới Nga-Ukraine. Sau khi cỗ pháo Sesa rời khỏi đường lớn để di chuyển vào rừng, phía Nga thông qua dữ liệu do UAV cung cấp đã thực hiện đòn pháo kích nhằm vào nơi khí tài Ukraine ẩn nấp. Số liệu thống kê từ Viện Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược viết rằng, quân đội Ukraine kể từ năm 2022 tới nay đã nhận ít nhất 43 cỗ pháo Sesa từ một số quốc gia phương Tây. Sesa là pháo tự hành được Tập đoàn Quốc phòng Giat Industrial của Pháp chế tạo và đưa vào trang bị trong thập niên 1990. Tổng trọng lượng khi pháo đặt trên xe bánh lốp đạt 17,7 tấn, chiều dài 10 mét, rộng 2,5 mét, cao 3,26 mét, kíp chiến đấu 6 người. Theo trang Military Today, Sesa sử dụng đạn pháo cỡ 155mm, tốc độ bắn từ 4 đến 6 phát một phút, khả năng nâng góc nòng pháo nằm trong khoảng từ 0 đến 60 độ. Tầm bắn tối đa của Sesa đạt 42km khi sử dụng đạn tăng tầm. Cuộc tấn công Kursk đã không giúp Ukraine bao vây hoặc xóa sổ một số lượng lớn đơn vị chiến đấu của Nga. Thay vào đó, Kiev đang mất đi nhiều binh sĩ, vũ khí và bị suy giảm khả năng chống đỡ ở những mặt trận khác. Còn Nga đang tranh thủ cơ hội để đạt được những bước tiến lớn ở Donbass. Sau hơn một tháng tiến hành chiến dịch đột kích táo bạo vào lãnh thổ Nga, Ukraine đã tận dụng sự bất ngờ và tốc độ để nhanh chóng vượt qua các tuyến phòng thủ của đối phương, đồng thời đạt được một số bước tiến. Trong đó có việc kiểm soát 1.300 km2 ở biên giới Nga. Nhưng vẫn chưa rõ tác động của chiến dịch này sẽ làm giảm hay gia tăng triển vọng của Ukraine nhằm giành lợi thế trong cuộc chiến với Nga. Câu hỏi này đã trở thành chủ đề thảo luận của các chiến lược gia trên toàn thế giới. Nhiều chuyên gia quân sự đã đưa ra những ý kiến trái chiều về cuộc đột kích của Ukraine. Nhà nghiên cứu Orisia Lucevic của tổ chức Chatham House cho rằng cuộc tấn công Kursk là một thành công lớn của Ukraine. Đây là lần đầu tiên lãnh thổ Nga bị xâm nhập với quy mô lớn kể từ Thế chiến thứ hai. Sau hơn một tháng kể từ khi phát động chiến dịch đột kích vào Kursk, Ukraine đã kiểm soát được nhiều khu định cư và tiếp tục hoạt động tấn công. Họ khẳng định sẽ củng cố một vùng đệm có thể phòng thủ được ở bên trong nước Nga. Cùng chung quan điểm này, chuyên gia của Đại học Warsaw nhận định, ngoài lợi ích về mặt quân sự, chiến dịch xâm nhập Kursk còn là hoạt động mang tính tâm lý để trấn an tinh thần của các binh sĩ Ukraine sau nhiều tháng chiến đấu mệt mỏi trên chiến trường. Đây là động lực tinh thần mà quân đội Ukraine cần sau nhiều tháng Nga tấn công dữ dội bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các địa điểm quân sự cũng như cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Điều đó rất quan trọng nhằm giúp Ukraine nâng cao khả năng huy động nguồn nhân lực, vốn đang ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nhà báo quốc phòng Stavros Alamazoglu đánh giá,
việc giành được lãnh thổ ở Kursk mang lại cho Ukraine một con bài mặc cả để tìm cách buộc Nga rút khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine. Bằng cách xâm nhập lãnh thổ Nga, giới lãnh đạo Ukraine đã đánh cược một canh bạc lớn. Mục tiêu cuối cùng của họ có thể không phải là chiếm và sát nhập đất đai của Nga. Thay vào đó, họ muốn tạo ra một tình huống đe dọa đối với quân đội Nga, buộc Điện Kremlin phải rút quân khỏi chiến tuyến ở Ukraine để đối phó với mối đe dọa này. Do đó, lực lượng Ukraine sẽ dễ dàng phòng thủ hơn trên chính lãnh thổ của họ. Ngoài ra, Kiev sẽ có một số đòn bẩy trong trường hợp diễn ra các cuộc đàm phán, ông Stavros Alamazoglu cho biết. Michel Kopman, nhà nghiên cứu cấp cao của Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, và Rob Lee, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, lập luận rằng, ngoài việc chứng minh sức mạnh của Ukraine và thách thức Nga, thành công ở Kursk có thể ảnh hưởng đến các nhà hoạch định chính sách của Mỹ trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống đang đến gần. Một trong những mục tiêu của chiến dịch này là khiến phương Tây tăng cường viện trợ và thay đổi các hạn chế về vũ khí đối với Ukraine. Giới lãnh đạo ở Kiev cho rằng, thành công tại Kursk sẽ giúp nới lỏng sức ép của Mỹ buộc Ukraine phải đàm phán với Nga. Ngoài ra, chiến dịch tấn công Kursk có thể làm thay đổi nhận thức của phương Tây về năng lực của Ukraine. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích khác lại đưa ra quan điểm trái ngược cho rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Ukraine phải rút khỏi Kursk và tái triển khai trở lại ở chiến trường miền đông Ukraine, nơi lực lượng Nga đang tiến quân đều đặn. Theo báo cáo mới nhất từ Economist, trong 2 tháng qua, Nga đã dành hầu hết nguồn lực vào việc tấn công trung tâm hậu cần Porosk ở Donbass, nằm ngay phía tây bắc Kurakove. Trung tâm của cuộc giao tranh đã chuyển đến các thị trấn nằm cách Kurakove khoảng 15 km về phía bắc. Nga tuyên bố rằng lực lượng nước này đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Novohradska. Thị trấn nhỏ này nằm cách Porosk, một thành phố có tầm quan trọng chiến lược ở miền đông Ukraine, chưa đầy 9 km, nơi giao nhau giữa các tuyến đường sắt và đường bộ. Quân đội Nga đã tiến nhanh từ phía đông khi họ thực hiện kế hoạch giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass. Nếu lực lượng Nga chiếm được Porosk, họ sẽ cắt đứt các tuyến tiếp tế quan trọng, cô lập các đơn vị Ukraine đang bảo vệ các khu vực quan trọng khác ở Donetsk. Theo Andrew Latham, thành viên cấp cao tại Viện Hòa bình và Ngoại giao cảnh báo, nếu Ukraine để mất Porosk, thì điều này có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền, dẫn đến sự sụp đổ hầu như toàn bộ hệ thống phòng thủ của họ tại khu vực Donetsk. Quân đội Ukraine ở những khu vực này phụ thuộc rất nhiều vào các tuyến đường tiếp tế đi qua Porosk để có đạn dược, quân tiếp viện và hỗ trợ hậu cần. Bất kỳ sự gián đoạn nào đối với các tuyến tiếp tế này đều có thể làm suy yếu nghiêm trọng khả năng giữ vững vị trí của họ trước các cuộc tiến công của Nga, đồng thời cho phép Moscow giành thêm lợi thế ở miền đông Ukraine và thay đổi tiến trình của cuộc xung đột. Về mặt quân sự, ông Latham lập luận rằng cuộc tấn công vào Kursk không mang lại bất kỳ lợi ích đáng kể nào cho Ukraine. Thay vì buộc Nga phải rút lực lượng ra khỏi Donetsk, nó đã khiến Ukraine phải chuyển hướng những đơn vị thiện chiến nhất và trang bị tiên tiến ra khỏi các mặt trận quan trọng về mặt chiến lược. Sự thay đổi này không chỉ làm suy yếu thế phòng thủ của Ukraine ở khu vực Donetsk, mà còn làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhân lực cũng như những thách thức mà lực lượng Ukraine phải đối mặt trong việc giữ vững các vị trí phòng thủ sung yếu. Đối với Ukraine, chiến dịch xâm nhập Kursk khiến cho họ bỏ lỡ cơ hội củng cố các vị trí phòng thủ của mình ở phía đông. Đối với Nga, cuộc tấn công Kursk của Ukraine có thể được coi là một cơ hội lớn vì nó đã khiến Kiev rút lực lượng ra khỏi các mặt trận quan trọng hơn. Bằng cách duy trì sự tập trung vào Donetsk, lực lượng Nga đã có thể tận dụng lợi thế của họ và tìm cách khai thác điểm yếu của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông, ông Latham nhấn mạnh. Việc Nga tiếp tục tập trung vào các mục tiêu chiến lược như Porosk phản ánh một chiến lược rộng hơn nhằm củng cố các lợi ích của họ ở miền đông Ukraine. Nếu chiếm được các trung tâm hậu cần và mạng lưới giao thông quan trọng, Nga sẽ cải thiện đáng kể vị thế, có khả năng mở đường cho những bước tiến xa hơn vào lãnh thổ do Ukraine nắm giữ và dẫn đến sự đột phá quyết định, nhà phân tích này nói thêm. Để giành lợi thế trong trận chiến ở Kursk,
Ukraine đã điều động những đơn vị giỏi nhất và giàu kinh nghiệm nhất của nước này cùng với lực lượng nòng cốt được triển khai từ lực lượng tấn công đường không tinh nhuệ của Ukraine. Một số đơn vị đã được rút khỏi tiền tuyến ở Donetsk và Kharkov, nơi họ đang chiến đấu chống lại đợt tấn công của Nga, trong khi những đơn vị khác đóng vai trò là lực lượng dự bị quan trọng để ngăn chặn đà tiến của đối phương. Các chuyên gia Kaufman và Lee lưu ý, cuộc tấn công Kursk đã không giúp Ukraine bao vây hoặc xóa sổ một số lượng lớn đơn vị chiến đấu của Nga. Thay vào đó, Kiev đang mất đi nhiều binh sĩ, vũ khí và bị suy giảm khả năng chống đỡ ở những mặt trận khác. Cuộc tấn công không khắc phục được sự mất mát cân bằng về nhân lực và vật lực trong cuộc chiến. Hiện tại, Nga vẫn giữ được lợi thế về số lượng binh sĩ, thiết bị và đạn dược. Nga đã giành được hơn 1.200 km2 lãnh thổ kể từ tháng 10 năm 2023 và tiếp tục đạt được những bước tiến mới kể từ khi Ukraine tấn công Kursk. Gần đây, tốc độ tiến quân của Moscow đã tăng tốc và vị thế của Kiev ngày càng trở nên bấp bênh dọc theo một số khu vực của mặt trận. Các cuộc tấn công của Nga có thể hiệu quả hơn vào mùa đông khi những tán lá rậm rạp trong các khu vực mà lực lượng Ukraine ẩn náu biến mất, hai chuyên gia Kaufman và Lee nhấn mạnh. Theo các chuyên gia này, việc Nga không đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi Kursk có thể không phải là dấu hiệu cho thấy sự bất lực mà là một động thái rõ ràng và có chủ đích nhằm đạt được mục tiêu lớn hơn ở miền đông Ukraine. Nga có thể giành lại Kursk mà không gặp nhiều khó khăn, trong bối cảnh cuộc xung đột toàn diện ở Ukraine đang trở thành cuộc chiến tiêu hao, thì Nga vẫn có nhiều cơ hội hơn với nguồn nhân lực, vũ khí và công nghệ tốt hơn. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine. Hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.